Nghi can buôn người phủ nhận việc giúp 39 người Việt Nam vượt biên vào Vương quốc Anh và giết bị chết trong xe vận tải đông lạnh. Thưa quý vị, một nghi can buôn người vừa phủ nhận việc giúp 39 người Việt Nam vượt biên vào Vương quốc Anh vào năm ngoái. Trong phiên tòa vào ngày 24 tháng 7 tại Old Delhi, nghi can trong vụ án 39 người di dân Việt Nam chết cóng trong container đã xuất hiện. Gasmir Nuzi, 43 tuổi, được cho là một phần của băng đảng quốc tế đưa các công dân ngoài Liên Âu vào Vương quốc Anh. Nuzi xuất hiện trong phiên tòa thông qua video và phủ nhận việc hỗ trợ di dân bất hợp pháp. Trong phiên tòa vào ngày 24 tháng 7, thì nghi can Imran Harrison, 23 tuổi, lần đầu tiên trình diện tòa tại Old Delhi. Người này bị buộc tội lái xe kéo đến cảng Zeebrugge của Bỉ trước khi di chuyển đến Perth của Anh Quốc. Harrison bị buộc tội cùng với Ronan Hughes, 40 tuổi, vì gây ra 39 cái chết và âm mưu hỗ trợ di dân bất hợp pháp. Nghi can Christopher Kennedy, 23 tuổi, cũng phủ nhận âm mưu phạm tội buôn người và hỗ trợ di dân bất hợp pháp từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 cho đến ngày 24 tháng 10 năm 2019. Hai người khác đó là Georgi Niga và Valentine Kolota cũng xuất hiện tại Old Delhi. Tài xế xe vận tải Maurice Robinson, 25 tuổi, là người lái chiếc xe có 39 người Việt Nam thiệt mạng trong thùng đông lạnh, và anh ta đã nhận tội. Công tố viên Jonathan Poney cho biết có 3 chiếc xe trong kế hoạch di dân lần này. Kennedy và Nuzi đã tham gia vào hai chuyến đi còn lại. Georgi Niga, 43 tuổi, phủ nhận các tội ngộ sát và đối mặt với một phiên tòa dự kiến kéo dài từ 6 cho đến 8 tuần, bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 tại Old Delhi.